Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ trên kênh VTC16. Thưa quý vị, ngày hôm qua 29 tháng 1 đã là ngày cuối trong đợt rét đậm rét hại diện rộng kéo dài nhiều ngày qua ở miền Bắc, và từ ngày hôm nay thì trời hửng nắng nên nhiệt tăng mạnh. Những ngày sau đó, miền Bắc sẽ chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, và nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên tới 26 đến 28 độ. Cũng trong ngày hôm nay, đà tăng nhiệt cũng đã diễn ra ở hầu khắp các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, với hình thế thời tiết là nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa ở một vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 31 tháng 1 trở đi thì nhiệt độ tăng mạnh và trời sẽ chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Đối với khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế thì trong ngày hôm nay có nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Và các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3. Xuôi xuống khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa ở một vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Và dự báo hình thái thời tiết trên thì sẽ còn tiếp tục duy trì nhiều ngày nữa tại khu Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên biển thì trong ngày và đêm nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Độ cao sóng biển dao động trong khoảng từ 2 cho tới 3 mét, biển động. Đêm gió giảm dần. Ở vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét, biển động. Đêm gió giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức cấp độ 2. Chính vì thế, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên thì đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Thưa bà con, hiện diện tích trồng điều toàn bộ vùng Nam Bộ vào khoảng 190.000 ha, trong đó diện tích cây điều hiện đang tập trung ở giai đoạn ra chồi non, ra hoa. Toàn vùng ở thời điểm này thì đã ghi nhận có khoảng 2.000 ha bị bọ xít muỗi gây hại, tăng 125 ha so với tuần trước. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo bà con để hạn chế vườn điều bị bọ xít muỗi tấn công gây hại thì cần phải thực hiện tốt các công việc sau đây. Đầu tiên thì bà con cần lưu ý là tiến hành dọn dẹp vệ sinh vườn để khu vực vườn được thông thoáng và tránh làm nơi trú ngụ của bọ xít muỗi, đặc biệt là với những vườn điều trồng xen canh với các cây khác như là cây cacao, mận hay ổi và các khu vườn ở gần rừng ven hồ. Bón NPK cân đối và không bón quá nhiều phân đạm, tăng phân kali vào thời kỳ cây điều ra đọt non, chồi, hoa cũng như là quả non. Bà con cũng nên tạo điều kiện cho các thiên địch sinh trưởng và phát triển, áp dụng quy trình phòng trừ bọ xít muỗi của Cục Bảo vệ Thực vật. Khi phun thuốc phòng trừ thì bà con cần phải chú ý là phun thuốc vào sáng sớm hoặc là chiều mát khi cây chuẩn bị ra lá non, ra hoa. Những ngày trời âm u, bọ xít muỗi hoạt động mạnh có thể phun sớm hơn, nhưng nếu cây điều đang nở hoa, không phun trước 10 giờ sáng để hoa điều thụ phấn. Phun khi bọ xít muỗi tuổi 1 đến 3 là hiệu quả cao nhất. Và đối với phương pháp phun thì bà con có thể sử dụng là phun trừ đồng loạt trên diện rộng, phun từ xung quanh vườn vào trong theo hình xoáy chôn ốc và phun ướt đều tán cây. Sử dụng bình phun động cơ thổi gió hoặc là tạo sương mù, khói để phun thuốc bảo vệ thực vật có cơ chế tác động tiếp xúc hoặc là xông hơi. Phun trừ bọ xít muỗi trưởng thành và ấu trùng cư trú trong các bụi rậm, tán cây rậm rạp ở ven vườn điều. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.